Tử vi tuổi Canh Tý 1960 tháng 11 âm lịch. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Năm Canh Tý 2020, tuổi Tý phạm phải trực thái tuế nên tài vận giảm đi. Năm nay là năm của bản mệnh của tuổi Tý, thường có câu thái tuế đương đầu họa, vô hủy tất hữu họa. Người tuổi Canh Tý năm nay cần ưu tiên lùi một bước để tiến hai bước. Dù rất tài giỏi và luôn nỗ lực trong công việc, nhưng vẫn có những buồn phiền, những thất thoát không mong muốn. Về vận trình của người tuổi Canh Tý trong tháng 11 âm lịch này có gì khởi sắc hay không? Những ngày nào tốt trong tháng để tiến hành công việc? Bản mệnh cần chú ý những gì trong tháng này? Tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải qua video này. Kính mời anh chị, cô bác hãy cùng theo dõi để nhận được các lời khuyên từ chuyên gia phong thủy. Tổng quan tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11, kết thúc vào ngày 29 tháng 11, từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là Mậu Tý. Tháng Mậu Tý có thiên can là Mậu âm thổ khắc địa chi Tý dương thủy, tức chi khắc can, thủy, thổ là ngày cát trung bình, chế nhật. Nạp âm là phích lịch hỏa, tháng Tý lục hợp sửu, tam hợp thìn và thân thành thủy cục. Xung ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu, tuyệt tỵ. Đối với những người tuổi Canh Tý 1960 trong tháng 11 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 3 tháng 11, tức ngày 17 tháng 12 dương lịch, có nạp sát là sát ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 15 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 10 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là mậu ngọ. Thứ ba là ngày âm lịch 27 tháng 11 năm 2020, tức ngày 29 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp sát là bính ngọ. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tý 1960 trong tháng 11 âm lịch năm nay. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 10 tháng 11, tức ngày 24 tháng 12 dương lịch, sẽ có nạp sát là ngày Tân Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 5 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp sát là ngày Quý Sửu. Thứ hai, đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Canh Tý. Người tuổi Canh Tý thường trưởng thành, tự lập sớm hơn những người khác. Vì vậy, cuộc sống của họ cũng nhanh chóng ổn định, sự nghiệp vững chắc. Họ khéo léo trong cách giao tiếp và ham học hỏi. Điều đó giúp tuổi Canh Tý tạo dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết, gắn bó lâu dài. Những người này cả đời sống trong an nhàn, càng về già càng được hưởng cuộc sống sung sướng. Tuy nhiên, tuổi Canh Tý có cái tôi khá cao, họ coi trọng danh dự và phẩm chất của mình hơn tất cả mọi thứ.
Nếu như có ai đó cố tình xúc phạm đến lòng tự trọng của mình, tuổi Canh Tý sẽ đáp trả dữ dội. Với gia đình, bạn bè, những người tuổi này luôn chân thành, nhiệt tình giúp đỡ và sẵn sàng chia sẻ của cải, tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn. Bước sang tháng 11 âm lịch năm 2020, dự báo mọi việc của người tuổi Canh Tý không phải lúc nào cũng được như mong đợi. Nhất là những ai ở môi trường mới sẽ dễ xảy ra sai sót thường xuyên. Canh là dương kim, gặp mộc dương thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất. Nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Tý cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi việc. Sức khỏe cũng là vấn đề mà bản mệnh phải lưu tâm trong thời gian này, khi mà thời tiết cũng ảnh hưởng không nhỏ, khiến bạn sẽ bị đau ốm liên miên. Tuy nhiên, với những ai biết giữ gìn sức khỏe bằng việc lựa chọn trang phục phù hợp, ăn uống đủ chất sẽ hạn chế tối thiểu được những tác động này. Trong tháng này, các gia chủ Canh Tý sẽ cần chú ý các ngày âm lịch 15 tháng 11 năm 2020 tới ngày 10 tháng 1 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Mậu Ngọ. Đây là ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Năm nay, con giáp tuổi Tý phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa. Ý chỉ thái tuế báo đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Canh Tý sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để hóa giải. Về sự nghiệp, với tuổi Canh Tý 1960, sự nghiệp gần như bị bỏ lại vì hầu hết đã thành thơi hoặc làm ít dần, đã nghỉ hưu và sự nghiệp đang dần rời xa. Nếu quý gia chủ vẫn còn làm việc, hãy chắc chắn rằng đặt sức khỏe lên hàng đầu. Lúc này, quý gia chủ nên tận hưởng hạnh phúc của mình. Gia chủ tuổi Canh Tý đã bước sang tuổi 60, nên dành thời gian nghỉ ngơi, dưỡng sức sau những ngày làm việc căng thẳng, tránh những sự cố về sức khỏe đến với quý gia chủ. Để may mắn và thuận lợi hơn, những gia chủ tuổi Canh Tý nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ, tài lộc của tuổi Canh Tý. Trong tháng cũng có nhiều chuyện phát sinh khiến cho bản mệnh bắt buộc phải chi tiền. Tuổi Canh Tý nếu không biết cân đong, đo đếm, tiết kiệm đề phòng khi cấp bách thì tiền vào túi rồi lại đi ra, cầu kiếm được nhiều hơn cũng dễ cháy túi. Bản mệnh nên biết phòng trừ những trường hợp bất ngờ có thể xảy ra, đừng chủ quan mà đến lúc trở tay không kịp. Sông có khúc, người có lúc, không ai biết ngày mai sẽ có biến cố gì đến với mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội, tình cảm và gia đạo. Theo tử vi 2020, tháng 11 âm lịch này, chuyện tình cảm của những người tuổi Canh Tý khá ảm đạm. Bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc. Dù quý gia chủ có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm. Quá mệt mỏi và áp lực khiến cho tuổi Canh Tý dễ mất kiên nhẫn, nổi nóng với người thân của mình. Gia đình của gia chủ vào tháng này cũng sẽ gặp một số chuyện không hay, có xảy ra xích mích nhẹ giữa con cái và cha mẹ. Canh Tý nam mệnh là chủ gia đình, tiếng nói sẽ luôn được tôn trọng nên đứng ra giải quyết mâu thuẫn. Canh Tý nữ mệnh là người mẹ, người vợ trong gia đình cần phải ôn hòa trong lời nói, cư xử, hãy là tấm gương tốt để con cái noi theo. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ tuổi Canh Tý cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận, gỗ huyền long, thân, tý, thìn của phong thủy Gia Cát, được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Sức khỏe
của tuổi Canh Tý. Tử vi tháng 11 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Canh Tý. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng đó cũng là lý do tại sao gia chủ chủ quan không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc. Cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Người tuổi Canh Tý nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, chế tác từ gỗ huyên long và hạt đá thạch anh đen, một loại đá quý có tác dụng tốt với hệ tim mạch. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với anh chị và các bạn về vận trình tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Nhìn chung, mọi phương diện đều khá ổn định, nhưng gia chủ tuổi Tý là người khá nhạy bén, thông minh. Tuy nhiên, sự nhanh nhẹn ấy lại khiến bản mệnh rơi vào cảnh xôi hỏng, bỏng không, làm nhiều mà hỏng nhiều, thất thoát nhiều, tiền bạc trong tháng 11 âm lịch. Để may mắn thành công, các gia chủ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa của Phật Pháp, cùng sự sàng lọc, những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định của công việc sắp tới, quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ tuổi Canh Tý trong tháng 11 âm lịch này. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau.